Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Webby Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong Webby. Quay trở lại với chủ đề chính trong video hôm nay, Webby chapter 1070 chính thức là chapter cuối cùng của năm 2022. Nếu như năm 2021 nhà xuất bản đã phát hành 36 chapter từ chapter 1000 cho đến chapter 1036, thì năm nay nhà xuất bản đã cho ra lò 34 chapter từ chapter 1036 cho đến chapter 1070, ít hơn 2 chapter so với năm 2021. Vì lý do Oda đã nghỉ sẽ hơn 1 tháng trong khoảng thời gian từ chapter 1053 cho đến chapter 1054, với điểm nhấn là Luffy đánh bại Kaido bá thú và trở thành một trong 4 tứ hoàng mới trong One Piece. Vậy cho nên trong video hôm nay, tôi sẽ nói lên suy nghĩ và lựa chọn của mình về những sự kiện nổi bật không thể bỏ qua trong năm 2022 vừa qua. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem hết video này nhé. Sự kiện đầu tiên, tứ hoàng Big Mom bị liên minh Kid và Law hợp sức đánh bại. Đây được xem là một trong những sự kiện không thể bỏ qua trong năm 2022 này. Cụ thể là ở chapter 1040, sau khi tung đòn tấn công quyết định từ khả năng thức tỉnh trái quỷ của mình, cả Kid và Law đã cùng nhau hợp sức góp phần đưa tứ hoàng Big Mom rời khỏi đảo quỷ Onigashima. Và tứ hoàng Big Mom đã chính thức bị Kid và Law đánh bại một cách hoàn toàn thuyết phục, không có gì là bàn cãi. Và những hệ lụy của việc tứ hoàng Big Mom bị đánh bại là vô cùng lớn, bởi sau khi có thông tin liên minh của hai vị tứ hoàng là Big Mom và Kaido bị liên minh ba hai tặc trẻ là Luffy, Kid và Law đánh bại, thì ngay lập tức đảo bánh lãnh thổ của tứ hoàng Big Mom đã bị xâm chiếm. Và đó là những hành động của bàn hai tặc rau đen, khi mà Kurokuzan cùng với Vanagut, đội trưởng đội ba băng hai tặc rau đen, đã tấn công vào đảo bánh lãnh thổ của tứ hoàng Big Mom để bắt cóc Pudding, người được cho là có thể đọc được những văn tự cổ trên các phiến đá Rock Bonnie Glade nếu thức tỉnh được con mắt thứ ba của mình. Sự kiện tiếp theo, Luffy thức tỉnh trái quỷ trong thần thoại thằng mặt trời Nika. Đây chính là thông tin mà Oda đã khiến cộng đồng fan One Piece trên toàn thế giới dậy sóng. Theo đó, sau khi Ten Shibuya xem vào trận chiến với tứ hoàng Kaido bá thú, Luffy đã an nguyên một đòn tấn công chí mạng từ kỳ trì của bọc Haki bá vương của Kaido. Và sau tổng tấn công đó, Luffy thật sự đã bất tỉnh và người dẫn chuyện kênh báo thông báo rằng Luffy chính thức bị đánh bại. Tuy nhiên, mọi thứ thật sự đã thay đổi ở chapter tiếp theo, khi con voi Yinisa ngày 5 tuổi đã nghe được tiếng trống của sự giải phóng, Joy Boy thật sự đã trở lại. Và đó chính là nhịp tim của Luffy, cơ thể của Luffy đã bắt đầu tan chảy. Và đó chính là quá trình thức tỉnh trái quỷ của Luffy. Ngoài ra, trái quỷ mà Luffy đang sở hữu không phải là trái quỷ Gomu Gomu, mà đó là một trái quỷ trong thần thoại trong One Piece. Cụ thể, đó là trái quỷ trong thần thoại Hito Hitonomi Model thằng mặt trời Nika. Mà theo lời của Lỗ Tinh đã nói thì đây là trái quỷ có sức mạnh phi lý nhất trên thế giới. Và cũng giống như những thanh kiếm tại Wano tự chọn chủ nhân cho mình, thì những trái quỷ trong thần thoại cũng có suy nghĩ của riêng nó. Sau tất cả thì trái quỷ trong thần thoại Nika này đã chọn Luffy là chủ nhân tiếp theo của nó. Sự kiện chấn động tiếp theo, tứ hoàng Kaido bách thú bị Luffy đánh bại. Big Mom đi trước thì Kaido cũng tiếp bước theo sau. Sau khi thức tỉnh trái quỷ trong thần thoại Hito Hitonomi Model thằng mặt trời Nika của mình, Luffy đã chính thức đánh bại được tứ hoàng Kaido bách thú. Với sức mạnh phi lý của mình, Luffy đã có thể biến thành một người khổng lồ và cầm được sấm sét để tấn công Kaido, điều mà chỉ có những người sở hữu năng lực trái quỷ hệ Logia mới có thể làm được. Đến rồi sau đó, bằng đòn tấn công chí mạng Barangun, Luffy đã chính thức đánh bại được con đồng lửa Kaido, chấm dứt ách thống trị của Kaido và Orochi áp đặt lên người dân và đất nước Wano. Bình minh đã đến với đất nước Wano, và người đã đem lại bình minh đó không ai khác chính là thằng mặt trời Nika Luffy, người mà Kosuke Uden và cả thế giới này đang chờ đợi. Sự kiện tiếp theo, bốn tứ hoàng mới trong One Piece được công bố. Ở cuối chapter 1053, Kid đã cầm tờ báo đến cho Luffy và nói rằng bốn tứ hoàng mới trong One Piece cũng đã được công bố, bao gồm tứ hoàng Sang Tóc Đỏ, tứ hoàng Đầu Đen, tứ hoàng Luffy Mũ Rơm và cuối cùng là tứ hoàng Hệ Siêu Sao Buggy. Và đây được xem là một thông tin chấn động ở bên ngoài thế giới. Sau khi Big Mom và Kaido bị đánh bại, hai tứ hoàng mới cũng đã được thay thế ngay sau đó. Người đầu tiên chính là tứ hoàng Luffy Mũ Rơm với sức mạnh của thằng mặt trời Nika. Luffy đã đánh bại được Kaido bá thú trong một trận solo đúng nghĩa. Ngoài ra, tấm hình truy nã ghi năm của Luffy đã gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tiếp theo là tứ hoàng Hệ Siêu Sao Buggy, người đứng đầu tổ chức khủng bố Crush Guy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ ở chapter 1058, khi người thực sự đứng đầu tổ chức khủng bố Crush Guy này chính là đệ nhất kiếm sĩ mắt dừa hầu Mihawk và cá sấu Crocodile. Thông tin sự kiện tiếp theo, Sabo xuất hiện với biệt danh mới Sabo Viêm Đế. Sau khi Kaido bị đánh bại, thì hàng loạt những thông tin chấn động cũng đã được Oda công bố. Và một trong số đó chính là việc Sabo cùng với các chỉ huy của cách mạng đã tấn công vào thánh địa Medizoy để giải cứu thành công Kuma. Đồng thời, Sabo cũng đã phá luôn biểu tượng vuốt của Thiên Long, biểu tượng quyền lực của chính quyền thế giới. Chưa dừng lại ở đó, đã có thông tin cho rằng Sabo đã giết vua Nefertari Copra. Đồng thời, Sabo cũng có liên quan đến sự mất tích của công chúa Vivi. Tuy nhiên, điều mà chính quyền thế giới và hải quân lo sợ chính là tầm ảnh hưởng hiện tại của Sabo còn lớn hơn cả nhà cách mạng Dragon, cha của Luffy. Thông tin sự kiện tiếp theo, tứ hoàng Sang Tóc Đỏ xuất hiện khiến đầu đất màu xanh Aramaki cầm đuôi bỏ chạy. Với việc đặt chân lên đất nước Wano và nói những lời thượng đẳng, tự cho mình là ở tầng lớp cao hơn, đầu đất màu xanh Aramaki đã chiến đấu với các samurai của Oden và Yamato, con gái tứ hoàng Kaido bá thú. Với sức mạnh trái quỷ Mori Mori của mình, đầu đất màu xanh Aramaki thật sự rất mạnh.
Tuy nhiên vị đô đốc này đã phải cầm đuôi bỏ chạy sau màn Haki Bá Vương đỉnh cao của Sàn Tóc Đỏ. Ngoài ra, tôi còn cho rằng sự xuất hiện và màn thể hiện sức mạnh của Sàn Tóc Đỏ là nhằm quảng cáo cho quan bị phim Red đã được công chiếu rất nhiều nơi trên thế giới. Thông tin sự kiện tiếp theo, vũ khí của đại bồ Luton đang thật sự nằm ở đất nước Wano. Theo đó, ở chapter 1053, âm lão thợ rèn Tenguyama Hitetsu, đồng thời cũng chính là cựu tướng quân Wano Kozuki Sukiyaki, đã xác nhận với Nico Robin rằng vũ khí của đại bồ Luton đang thật sự nằm sâu ở lòng đất của đất nước Wano. Và đây được xem là một thông tin cực kỳ bất ngờ, khi mà tất cả chúng ta đều nghĩ rằng vũ khí của đại bồ Luton đang nằm ở đất nước Alabasta của gia tộc Nefertari, thì Oda đã có một cú quay xe vô cùng bất ngờ. Và sự việc con voi Yinesa ngày 5 tuổi đến Wano chắc chắn có liên quan đến vũ khí của đại bồ Luton. Khi mà ở chapter 1050, con voi Yinesa ngày 5 tuổi cũng đã quyết định rời đi sau khi Momosuke có quyết định không mở cửa đất nước Wano. Thông tin tiếp theo, số tiền trị nã mới được công bố trong chapter 1058, bao gồm các thành viên trong băng hải tặc Murom và tổ chức khủng bố Crocoi. Theo đó, ở chapter 1058, tiền trị nã của các thành viên trong băng hải tặc Murom cũng đã được công bố. Cao nhất vẫn là Luffy với 3 tỷ berry. Tiếp theo là kiếm sĩ băng hải tặc Murom Zoro với 1 tỷ 111 triệu berry. Vị trí thứ 3 thuộc về thợ lái tàu băng hải tặc Murom Jinbe với 1 tỷ 100 triệu berry. Xếp ở vị trí thứ 4 là Sanji, đầu bếp băng hải tặc Murom với 1 tỷ 032 triệu berry. Tiếp theo là Nico Robin với 930 triệu berry, tức tăng lên 800 triệu berry so với trước đó. Tiếp theo nữa là Thánh Usopp, xạ thủ băng hải tặc Murom với 500 triệu berry. Đứng dưới Usopp là thợ đóng tàu băng hải tặc Murom Franky với 394 triệu berry. Tiếp theo là nhạc công băng hải tặc Murom Brook với 383 triệu berry. Đứng sau Brook là Nami, hoa tiêu băng hải tặc Murom. Hiện tại Nami được truy nã với con số 366 triệu berry, tức tăng lên 300 triệu berry so với trước đó. Cuối cùng là chùm cuối băng hải tặc Murom, chủ tịch Chopper, bác sĩ băng hải tặc Murom với 1.000 berry, tức tăng lên gấp 10 lần so với trước đó. Và cũng ở chapter 1058 này, số tiền trị nã mới của các thành viên của tổ chức khủng bố Crocoi cũng được công bố. Theo đó, thấp nhất là cá sấu Crocodile với 1 tỷ 965 triệu berry. Tiếp theo là hệ siêu sao Buggy với 3 tỷ 189 triệu berry. Cuối cùng, cao nhất vẫn là mắt dự hồ Mihawk với 3 tỷ 590 triệu berry. Sự kiện tiếp theo, những hành động của tướng hoàng đầu đen và băng hải tặc đầu đen. Theo đó, ở chapter 1059, tướng hoàng đầu đen đã tấn công vào hòn đảo Amazon Lily để cướp trái quỷ Mero Mero của nữ hoàng hải tặc Bo Hancock. Đồng thời sau đó, tướng hoàng đầu đen và băng hải tặc đầu đen cũng đã bắt cóc Lungkubi. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, ở chapter 1063, tướng hoàng đầu đen và băng hải tặc đầu đen đã đột kích lò trên biển nhằm chiếm đoạt những bắn sao Rock Bonnie Glick. Ngoài ra, băng hải tặc đầu đen cũng đã đánh đeo bánh của tướng hoàng Big Mom để bắt cóc Odin, người được cho là có thể đọc được những văn tự cổ trên các phiến đá Rock Bonnie Glick nếu thức tỉnh được con mắt thứ ba của mình. Và với những hành động liên tiếp gần đây, thì gần như chắc chắn mục tiêu của tướng hoàng đầu đen chính là kho báu Wano. Thông tin sự kiện tiếp theo, sức mạnh đáng sợ của Im-sama. Theo đó, ở chapter 1060, sau khi hội nghị Reverie kết thúc, các vị vua cũng đã trở về đất nước của mình. Tuy nhiên, đã có một sự kiện chấn động xảy ra ngay sau đó. Toàn bộ đất nước Lulusian đã bị xóa sổ hoàn toàn chỉ sau một đòn tấn công. Và có thể thấy đòn tấn công hủy diệt này là đáng sợ nhất mà chúng ta từng thấy, quá sức kinh dị. Chưa dừng lại ở đó, đòn tấn công này còn khiến tính mạng của Sabo đang thật sự gặp nguy hiểm. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được tình hình của Sabo như thế nào, sống chết ra sao. Tuy nhiên, với việc quân cách mạng vẫn tỏ ra bình thường, khiến tôi tự tin rằng Sabo vẫn đang còn sống và đã thật sự an toàn. Và qua đòn tấn công hủy diệt đất nước Lulusian này, nó cho thấy sức mạnh của Im-sama thật sự đáng sợ, xứng đáng là trùm cuối trong One Piece. Thông tin sự kiện cuối cùng, Luffy và băng hải tặc Murom tiến vào bên trong hòn đảo SH và gặp tiến sĩ Vegapunk. Theo đó, sau khi ra khỏi đất nước Wano, tất cả chúng ta đều cho rằng điểm đến tiếp theo của băng hải tặc Murom sẽ là xứ sở của những người khổng lồ Elbaf. Thì Oda đã quyết định cho băng hải tặc Murom đến hòn đảo SH của Vegapunk. Và tại đây, Luffy và băng hải tặc Murom cũng đã gặp được vị tiến sĩ Vegapunk. Đồng thời, Vegapunk cũng đã cho chúng ta biết được thêm rất nhiều thông tin có liên quan đến lịch sử của thế giới. Ví dụ như con robot khổng lồ cổ đại đã được chế tạo trong thời kỳ thế kỷ trống, hay sau đó nữa là sự thật về vụ thảm sát Ohara nhiều năm về trước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là việc Vegapunk đã cho chúng ta biết được sự hình thành của những trái quỷ trong One Piece, cùng với đó là cơ cấu hình thành những trái quỷ nhân tạo. Hiện tại Vegapunk cũng đã quyết định đi cùng với băng hải tặc Murom. Sau khi biết được thông tin, chính quyền thế giới đã cử nhóm CP0 bao gồm Roroshi và Kaku đến để thu tiền mình. Ngoài ra, hải quân cũng đã bắt đầu hành động khi để đô đốc Kizaru đến hòn đảo SH và kết hợp cùng với nhóm CP0 truy bắt băng hải tặc Murom và tiến sĩ Vegapunk. Và cho nên tôi cho rằng những chapter tiếp theo trong năm 2023 sẽ rất hấp dẫn và thú vị, đặc biệt là trận chiến với người đó và kẻ đó mà Oda đã nhắc đến trong sự kiện diễn ra năm nay. Trên đây là tất cả những sự kiện nổi bật trong năm 2022 vừa qua. Theo quan điểm lựa chọn của riêng cá nhân tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.